Chơi thua bé, anh ưa kéo mò câu, chờ em quanh ngõ run bờ vai, tay ôm trắng vành mò. Chiếc tàu mò nhỏ bé, anh giã người phụ xe, hỏi đi đâu bé à? Em trả lời, nhà em ở cuối thôn. Mò câu anh lại kéo, làm vui cô gái. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đây vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, giờ đây em lấy chồng mấy áo hồng, bỏ cuộc chơi ngóng trông mò câu anh một bóng, buồn nghe sao thắt lòng. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ, theo gió chiều mình làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ, ai có ngờ chia ly khi em vô quyền, làm sao em chợt đi chuyện mò câu đã. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu, chờ dòng cô khanh nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, nghe tan tan bề sâu. Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chờ mò say tiếng cười vui với người, bỏ mặc phu lẻ loi ôm mò câu cằn côi, tình bay xa cuối trời. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong thời gian vừa qua thì em cũng không có lên được nhiều những clip để các bác có thể tìm hiểu và tham khảo những chiếc đầu DAC giải mã cũng như những hệ thống âm thanh sách tay từ Japan về để phục vụ cái nhu cầu nghe nhạc của các bác trong không gian riêng tư. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm được tính theo cái giá trị, đó là một hệ thống nghe nhạc. Và cái hệ thống nghe nhạc này cũng là lần đầu tiên về hàng tại Thanh Tâm Audio. Và bộ sản phẩm đang trong khung hình video của các bác đây là đối thủ rất là mạnh của rất nhiều những hệ thống dàn chung cao cấp của các hãng các bác nhé. Có cả Sansui Alpha 9 này, Denon 9.5 hoặc 7.5L, Kenwood K7002 đều là những dàn chung top 1 của các thương hiệu. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bộ phối ghép giữa Denon PMA390AE với cặp loa Pop Audio Signature S20. Về cái cặp loa này thì em cũng đã có một cái clip rất là chi tiết giới thiệu tới các bác, từ mở hộp cho tới những cái clip giới thiệu về chất âm. Thực tế thì với mức giá là 6.500.000, thì không một cặp loa nào có thể địch lại được cặp loa này về cái công suất và tiếng bass các bác nhé. Em chia sẻ với các bác luôn. Và đặc thù thì cặp loa này được thiết kế kiểu dáng rất là to, chắc, khỏe.
cặp Pole S20 Signature này thì sẽ có sở hữu một cái củ bass đường kính khoảng 20cm, chép đôm đường kính 3cm. Với cái công nghệ PowerPort độc quyền của hãng sẽ tạo nên một cái tiếng trầm rất là đỉnh cao, thậm chí là còn hay hơn cả những cái cặp loa chung đầu bảng của các thương hiệu như là Đàn Ông hoặc là Kenwood. Khi mà kết hợp với Đàn Ông PMA390AE là một trong những cái series sản phẩm thuộc cái phân khúc dân dụng của hãng, nhưng mà cái phân khúc giá rẻ, thì cái ampli này với cái độ công suất sẽ đẩy được cái cặp loa này. Thậm chí là em cảm thấy cặp loa này còn chưa đủ công suất để cho ampli thi triển được hết cỡ. Tuy nhiên thì đối với một cái không gian phòng khoảng 35 đến 40 mét vuông thì cái hệ thống này nó đã là rất là hoàn hảo cho các bác, để các bác có thể vừa bày biện cũng như là vừa chơi nhạc. Khả năng chơi nhạc của hệ thống dàn combo ampli 390AE 7755AE thì sẽ chơi ở CD. Ampli thì sẽ có rất là nhiều ngõ kết nối để các bác có thể cắm điện thoại hoặc là cắm thêm bộ thu Bluetooth. Về cặp loa này thì đều là hàng mới nguyên thùng, hình thức thì sẽ là mới xuất sắc 100%. Mức giá là 6.500.000 một cặp. Còn hệ thống Đàn Ông PMA390 của bên em về hàng thì sẽ có 3 thớt, bao gồm một thớt ampli, một thớt CD và một thớt tuner, một thớt thu sóng FM đó. PMA390, DCD755AE đều là những cái phiên bản AE hết. Và các bác có thể thấy đó là cái ưu điểm của 390, đó là nó sở hữu cái kích thước dân dụng chiều rộng sẽ là 44cm. Tất cả các nút tùy chỉnh âm lượng và input selector đường vào thì được vắt xoáy kim cương. Các bác sẽ có cần gạt của bass treble và balance. Các bác có thể nhìn thấy khi mà 390 chơi với Pole Audio S20 Signature thì em phải giảm cả tiếng bass đi tại vì rất là mạnh. Ngoài ra thì đây cũng có thêm một cái tính năng mà tất cả trên căn dàn chung của các thương hiệu khác cũng đều hay có, đó là tính năng loudness. Ampli 390AE sẽ đánh được hai cặp loa AB, và ngoài cái combo phối ghép ngày hôm nay em giới thiệu tới các bác đây thì các bác cũng có thể thoải mái chơi với những cái dòng loa cột các bác nha. Thoải mái luôn ạ. Ngõ vào tín hiệu của 390AE Ampli thì sẽ có tape 1, tape 2, phono, tuner, DVD AUX, có nghĩa là các bác có thể kết nối được rất nhiều những cái ngõ vào, rất nhiều những ngõ vào tín hiệu analog ở phía sau. Về chiếc đầu DCD755AE thì chúng ta sẽ có con chip giải mã là AL24 Processing. Con này thì sẽ chơi thuần CD các bác nhá. Về trên cùng là chúng ta sẽ có một cái thớt tuner. Thớt này thì để các bác bắt sóng FM, coi như là tặng theo dàn thôi. Bộ 3 thớt này với mức giá là 8.500.000. Nếu mà các bác mua lẻ em sẽ để cho các bác là 8.500.000 3 thớt này. Ao tiếng sẽ xuất xuống ampli Đàn Ông bằng ngõ analog out, có cả ngõ optical out này. Ngõ vào tín hiệu phía sau đây, cầu loa cũng đầy đủ hết. Và đặc biệt thì cái dòng sản phẩm này thì sẽ là made in Japan các bác nhé. Made in Japan ạ. Các bác nhìn cả CD này. Như đã chia sẻ với các bác, bộ này thì sẽ cung cấp khả năng chơi nhạc cho các bác ở trong không gian khoảng 35 đến 40 mét vuông, và gần như là nó là một cái dàn chung cao cấp, cực cao cấp, với cặp loa kích thước rất là lớn, ampli công suất rất là khỏe. Các bác có thể mua S20 Signature hoặc các bác có thể phối ghép với rất là nhiều những cái dòng loa cây, loa cột khác nhau. Khả năng chơi nhạc của Đàn Ông 390 thì sẽ từ CD và sẽ có hỗ trợ rất là nhiều ngõ vào analog để các bác kết nối các tín hiệu từ những đầu vào ngoài. Mức giá tổng thể của bộ dàn là 15 triệu các bác nhá. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm và em cũng sẽ bán lẻ cho các bác theo ampli CD, tuner hoặc là cặp loa không. Trong đêm nay bước thẳm bước cao ngang nhiên trên đời này, lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa trang điểm cho người vui đêm nay
ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, cuộc sống em thành người phố thị, cơm áo gạo tiền xui em biến dối gian, em bước chân xuống đời thành mèo hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời qua mau vàng, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt mèo, tiếng đời em cũng mang theo. Phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngang nhiên trên đời này, lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Trang điểm cho người vui đêm chén chú chén anh diêu phơi đi lại đây, nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, uống xin em thành người phố dù em biết dối gian, em bước chân xuống đời thành mẹ hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời qua màu vàng hoang, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bỏ lều, tiếng đời em cũng mang theo, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bỏ lều, tiếng đời em cũng mang theo, ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bỏ lều, tiếng đời em cũng mang theo. Sản phẩm đàn ông PMA390AE với cặp loa S20 Signature của Pop Audio với mức giá là 15 triệu. Bạn nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm qua một trong hai đầu số. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.